Hãy nghĩ về một quả cầu tuyết trộn với bụi và những tảng đá nhỏ nhưng có kích thước gấp đôi bang Rhode Island. Quả cầu tuyết không gian này, hay còn gọi là sao chổi, là vật thể được chụp ảnh gần đây nhất thuộc loại này bằng kính viễn vọng không gian Hubble bởi một nhóm các nhà thiên văn học hành tinh do tiến sĩ Mantor Hui thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Macau, Taipei Macau dẫn đầu. Công trình này gần đây đã được xuất bản trên một tạp chí bình duyệt Astrophysical Journal Letter. Sao chổi là những quả cầu tuyết được tạo thành từ khí đông lạnh, bụi và đá quay quanh mặt trời của chúng ta. Không giống như các hành tinh, quỹ đạo của chúng thường có hình elip cao. Điều này có nghĩa là chúng có thể đến gần từ vài triệu dặm từ mặt trời đến vài tỷ dặm khi chúng ở xa nhất. Những quả cầu tuyết vũ trụ cổ đại này cung cấp cái nhìn sâu sắc trực tiếp về hệ mặt trời của chúng ta trong trạng thái nguyên thủy của nó. Thông thường, chúng phát triển một cái đuôi lớn tương đương triệu dặm hướng ra xa mặt trời khi chúng đến gần nó. Đuôi này được tạo thành từ các hạt cháy hoặc phát sáng trong quá trình tương tác của chúng với các hạt mặt trời và vì lý do này, đuôi của sao chổi dài nhất khi nó ở gần mặt trời nhất. Sao chổi này được gọi là C-2014-UN-271 đã được các nhà thiên văn học Pedro Bernardinelli và Gary Bernstein tình cờ phát hiện vào năm 2014 khi họ đang xem xét dữ liệu lưu trữ cho một dự án khác lập bản đồ 300 triệu thiên hà. Tiến sĩ Mantor Hui và nhóm của ông đã quan sát Hubble để xác nhận sự tồn tại của nó và họ đã tìm thấy sao chổi lớn nhất từng được phát hiện cho đến nay. Có kích thước khoảng 80 dặm. Hiện tại, nó ở khá xa chúng ta, tức là khoảng 20 đơn vị thiên văn, một đơn vị thiên văn bằng khoảng cách trái đất so với mặt trời, nhưng nó sẽ tiếp cận chúng ta ở khoảng cách gần nhất vào năm 2031. May mắn thay, khoảng cách đó đủ lớn để mọi người trái đất không phải lo lắng về điều đó. Khoảng cách gần nhất mà nó đến với chúng ta sẽ lớn hơn khoảng cách giữa chúng ta và sao thổ một chút. Sau lần tiếp cận gần nhất, nó sẽ lại quay trở lại không gian sâu trong hàng triệu năm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.